Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em cô dì chú bác đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc tất cả anh chị em cô dì chú bác một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và lại sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Trong cái video ngày hôm nay thì Trường Sơn lại chia sẻ cho anh chị em những cái loài hoa lan rừng trồng thuần rất là đẹp và một số loài hoa lan Trường Sơn mới trồng thôi nhưng đang cho hoa rất là đẹp, rất là đặc biệt. Thì đây anh chị em có thể nhìn thấy giò đầu tiên của Trường Sơn, đó là một cây bạch hỏa hoàng, tuy rằng mới trồng thôi nhưng mà ở đây đang có rất là nhiều nụ anh chị em nhé, rất là nhiều nụ luôn. Đấy, cực kỳ là nhiều nụ và đang có hoa nữa anh chị em thấy không ạ? Một giò bạch hỏa hoàng như này anh chị em sưu tầm, Trường Sơn để cho mọi người với cái giá là 250k anh chị em nhé, cực kỳ là đẹp đấy ạ, 250k. Em đánh dấu đây là giò số 1 bạch hỏa hoàng. Kế tiếp nữa là em có một chậu kiều dâu tua anh chị em nhé, kiều dâu tua. Đấy, kiều dâu tua anh chị em này. Chậu kiều dâu tua này đang có rất là nhiều nụ, hiện tại thì chắc cũng phải tầm vài chục cái nụ anh chị em, đây vài chục cái nụ luôn. Nó nhỏ xinh này thôi nhưng khi hoa thì nó là một cái vấn đề rất là đặc biệt. Đấy, chậu kiều dâu tua này anh chị em sưu tầm, Trường Sơn để cho mọi người với cái giá là 400k nhé, cực kỳ là đẹp đấy, nếu không đẹp Trường Sơn tặng cho mọi người luôn, tặng cho anh em luôn. Kế tiếp là long tu đá anh chị em nhé, Trường Sơn có chậu long tu đá, chậu số 3 là chậu long tu đá, chậu kiều dâu tua chậu số 2 nhé, chậu số 3 là long tu đá, hoa tím đậm anh chị em nhé, hoa tím đậm, hàng của rừng Sìn Hồ Lai Châu. Chậu này thì hiện tại đang có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10, 11, 12, 12 thân anh chị em nhé, 12 thân thôi, 12 thân thôi, 12 thân hoa anh chị em ạ, 12 thân hoa nhé, 12 thân hoa. Chậu long tu đá này anh chị em sưu tầm, Trường Sơn để cho mọi người với giá chỉ có 250k thôi. 250k anh chị em nhé. Chậu số 3 là chậu long tu đá. Kế tiếp nữa là một chậu thưa anh chị em, đây là một chậu tóc tiên hương dược. Hoa rất là đẹp nhé. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, củ này, củ rất là đẹp, củ rất to đẹp, anh chị em thấy không ạ? Củ rất là tuyệt vời luôn. Và Trường Sơn sẽ tặng cho anh chị em một cái chậu cũng đặc biệt giống như cây tóc tiên hương dừa này anh chị em này ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn đúng không ạ? Đấy, Trường Sơn sẽ nhổ ra để trồng cho anh chị em luôn, trồng lại luôn, bởi vì là cái này nhổ ra thì nó rất là đơn giản thôi. Đây anh chị em này, Trường Sơn quay đây bộ rễ này, đây chị em nhé, mọi người có thể nhìn thấy bộ rễ đây là cực kỳ là khỏe luôn, nên là không phải nghĩ ngợi về vấn đề độ phát triển của cây đâu. Đấy, sau đó Trường Sơn đặt nó vào đây. Vâng, như vậy thì chỉ cần thêm một chút ấy nữa thôi là chúng ta sẽ có một cái chậu lan rất là đẹp đặt ở bàn như thế này. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy tổng thể cái chậu lan này chưa ạ? Đấy, tổng thể cái chậu lan là như này anh chị em nhé, cực kỳ là xinh luôn. Và cái giá của chậu lan này Trường Sơn để cho mọi người với giá chỉ có 250k thôi nhé. Chúng ta đã có một cái chậu lan rất là đẹp. Và không những là tặng chậu, giá chỉ có 250k, tặng chậu và bao ship trên mọi miền Tổ quốc cho anh chị em luôn. Đấy, anh chị em nhé, cực kỳ là xinh luôn. Trường Sơn để đây, anh chị em nào muốn sưu tầm thì Trường Sơn sẽ chia sẻ cho mọi người. Kế tiếp nữa là một chậu chuỗi ngọc anh chị em nhé. Bác nào lấy chuỗi ngọc hay lấy giò lan nào thì các bác cứ nhắn tin giò chuỗi ngọc video số bao nhiêu là Trường Sơn sẽ chia sẻ cho mọi người. Giò chuỗi ngọc Trường Sơn để cho mọi người đang có nụ nhá anh chị em nhá. Giò chuỗi ngọc này chỉ có 180k thôi. Đấy, giò số 1 180k. Trường Sơn có hai giò, giò số 2 chuỗi ngọc cũng 180k. Đấy, bác nào lấy cả hai giò 330k bao ship trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Rất là đẹp. Vâng, bây giờ thì Trường Sơn mời mọi người lên tiếp dàn số 3, tầng số 3 của vườn lan. Đấy, anh chị em đây, để chia sẻ tiếp cho anh chị em một số cái đơn hàng trồng thuần nữa và hoặc là có cả mới trồng. Tí tí nữa.
Vâng, như vậy thì đã ở trên tầng số 3 của Trường Sơn. Đấy, xin mời cameraman quay vào gần đây cho mọi người ngắm cái chậu bạch hỏa hoàng số 2 trong cái video ngày hôm nay. Chậu bạch hỏa hoàng số 2 này cực kỳ là đẹp luôn, mặc dù mới trồng. Nhưng khẳng định với anh chị em rằng là cái chậu này phải chơi đến tháng 5 vẫn chưa hết hoa đâu nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đấy. Với anh chị em chỉ đặt vào cái chậu xinh xinh là ok. Đấy. Vâng, chậu bạch hỏa hoàng số 2 trong video ngày hôm nay cũng có giá là chỉ có 250k thôi, là chúng ta đã có một chậu lan bạch hỏa hoàng trưng bày ở nhà. Với 250k thì anh chị em có thể mua được khoảng 10 bông hoa hồng. Đấy, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể đặc biệt giống như cây bạch hỏa hoàng, cây hoa lan này được. Đấy. Và chậu bạch hỏa hoàng số 3 này. Bạch hỏa hoàng số 3 nhé. Cũng rất là đẹp luôn. Đang nụ này thôi nhưng anh chị em yên tâm, Trường Sơn chia sẻ cho mọi người và sẽ giúp anh chị em được rằng là về không sứt một cái bông nào đâu. Nên là mọi người cứ thoải mái sưu tầm và ngắm hoa, đến tận tháng 5 vẫn chưa hết hoa đâu ạ. Khẳng định với anh chị em, chậu bạch hỏa hoàng số 3 có giá là 250k nhé. Chậu bạch hỏa hoàng số 4, chậu này thì phải nói là quá đẹp rồi. Hôm sau rồi. Chậu bạch hỏa hoàng số 4 này cực kỳ là đẹp luôn anh chị em ơi. Đấy, quá mà mê ly luôn nhé. Không có gì có thể diễn tả nổi cái vẻ đẹp của cây, cưỡng được lại cái vẻ đẹp của cây hoa lan bạch hỏa hoàng này. Đấy, anh chị em thấy chưa, nụ nó chi chít luôn. Cũng nói với anh chị em đây là mới ghép thôi, nhưng mà nó sẽ rất là ổn anh chị em nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp. Chậu này anh chị em sưu tầm, Trường Sơn để cho mọi người với cái giá là 550k nhé. Đấy, chậu bạch hỏa hoàng số 4 ngày hôm nay là 550k. Vâng, như vậy thì tiếp tục cho anh chị em một số cái đơn hàng trồng thuần nữa để anh chị em có thể sưu tầm. Ô, đây cái chậu này đẹp quá này. Chậu này quá đẹp luôn anh chị em ạ. Đây, đang có hoa luôn này. Hoa này quanh năm từ trước Tết luôn. Đây. Vâng, hiện tại thì Trường Sơn đang có một chậu thập hoa siêu tím anh chị em ạ. Siêu tím. Cái bông này là nở từ hôm Tết này. Bông này nở từ hôm Tết nó đã tàn rồi này. Tàn rồi nó mới màu nhạt nhạt này. Còn đây nó mới nở đây, nó siêu tím luôn. Đấy, chậu siêu tím luôn nhé. Về cái giá thể chậu này thì quá ok rồi, không phải suy nghĩ rồi. Cực kỳ là đẹp, anh chị em chỉ cần có một cái chậu là quá xinh xắn luôn. Đấy, chậu thập hoa độc nhất ngày hôm nay trong video này, Trường Sơn để cho mọi người với cái giá là 350k nhé. 350k. Vâng. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là một chậu huyết nhung duy nhất trong vườn, duy nhất trong video, đang có nụ nha anh chị em nhé, đang có nụ rồi. Huyết nhung của rừng Lai Châu. Chậu này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ngọn anh chị em nhé, 14 ngọn. Đấy. Anh chị em sưu tầm, Trường Sơn để cho mọi người chậu này chỉ có 350k thôi nhé. Bao ship trên mọi miền Tổ quốc luôn. 350k. Chậu trồng thuần như này thì quá tuyệt vời đúng không ạ? 350k. Có lẽ là còn một chậu nữa để chia sẻ cho anh chị em trong cái video ngày hôm nay. Bởi vì Trường Sơn vừa mới ngó thấy xong. Rất là đẹp luôn. Và có lẽ là cũng ít người có, ít người trồng được. Ít người trồng vì nó giá nó khá là đắt. Đây là một chậu hoàng thảo xoắn anh chị em nhé. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 thân hoa anh chị em nhé. 11 thân hoa kèm theo quả quả đây anh chị em. Quả này cũng sắp bung rồi này. Đấy, 11 thân hoa anh chị em ạ. 11 thân hoa này mà nó nở thì rực rỡ luôn cả một cái chậu lan. Vâng, như vậy thì chậu này Trường Sơn để cho mọi người với giá là 600.000 đồng anh chị em nhé. Vâng, rất là cảm ơn mọi người. Giò thập hoa, hoàng thảo xoắn cũng là giò cuối cùng trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ Trường Sơn nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết qua số điện thoại Trường Sơn để tựa đề và trong hồ sơ. Anh chị em có thể kết nối qua Zalo hoặc là qua Facebook để anh chị em có thể nhìn những hình ảnh thực tế của những giò lan mà mọi người lựa chọn. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.